Nga sửa cầu Crimea trong 9 tháng. Nga yêu cầu hoàn thành sửa chữa cầu Crimea bị nổ lớn rạng sáng ngày 8 tháng 10, trước tháng 7 năm sau. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm nay ký sắc lệnh yêu cầu các công ty được giao nhiệm vụ phải thiết kế, khôi phục các phần bị phá hủy của cơ sở hạ tầng giao thông và kỹ thuật trên cầu Crimea trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies công bố vào ngày 12 tháng 10 cho thấy quá trình sửa chữa đang được tiến hành trên làn đường sắt và làn ô tô của cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch. Các phương tiện cỡ nhỏ được nhìn thấy vẫn lưu thông qua cầu, trong khi xe tải được vận chuyển bằng phà qua eo biển Kerch. Cây cầu dài 19 km nối liền hai bờ eo biển Kerch giữa vùng Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea, hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ lớn rạng sáng ngày 8 tháng 10. Hai nhịp cầu bị sập và 7 toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến Crimea đã bốc cháy. Các nhà điều tra Nga cho rằng chất nổ được giấu trong các cuộn vật liệu polyethylene trên xe tải đi qua cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine gây ra vụ nổ và ra lệnh tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa vào Kiev cùng nhiều thành phố Ukraine hôm 10 tháng 10 để đáp trả. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB hôm 12 tháng 10 thông báo bắt 5 người Nga, 3 công dân Ukraine và Armenia vì tham gia quá trình chuẩn bị vụ tấn công cầu Kerch. Ukraine không đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Thông tin chiếc xe bom làm sập cầu Crimea cũng gây hoài nghi, khi một số chuyên gia quân sự cho rằng sóng xung kích từ vụ nổ như vậy thường hướng lên trên theo hình nón, thay vì tác động xuống dưới mặt cầu.